mua 10.000 đồng một cục thịt, có cái cần câu thả cho cá sấu nó ăn tại hồ cá sấu tại trại rắn Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang. Đây nè, đang lắc lư rồi xong luôn, nhanh quá. Cũng hay. Một cần một cục thịt 10.000 mà ba cần 20.000. Ba cục thịt cho cá sấu ăn vui lắm. Khách du lịch tới trại rắn Đồng Tâm từ mọi miền đất nước về đây. Dũng ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nhóm kia thì nhóm Đăng Đức Thiên Trưa là thì Đồng Tháp. Sa Đéc. Đây, bắt đầu 1 2 3 hai cục thịt nó ha hả nguồn ra. Vô nó cũng cẩn thận lắm, nó canh này. Rồi cùng lúc có ba cần câu luôn nè, mỗi cần câu có một cục thịt 10.000 đồng một cần câu. Hay quá, bây giờ thêm một cần câu nữa. Nên là con cá sấu nào nó cũng béo to, ngày nào cũng có được thịt ăn lắm. Rồi, một em. Hụt rồi. Rồi, xong. Rồi, xong. Con hụt rồi, hụt rồi. Rồi xong luôn. Trại rắn Đồng Tâm.